Có một bạn comment thế này: sống ở đời có buồn có vui chưa chắc gì khổ, chứ đi như ông Minh Tuệ tu khổ hạnh thì khổ là cái chắc rồi. Dạ xin chào bạn, nếu một người mà theo thuyết vô thần thọt đầu nghe comment của bạn thì thấy có vẻ hợp lý, nhưng phân tích sâu hơn theo Phật Pháp hay nói chính xác là theo đúng bản chất của sự thật thì khác hẳn bạn nhé. Dù cho có là tỷ phú đô la thì cũng không thể thoát khỏi 8 cái khổ mà Đức Phật đã chỉ ra. Tỷ phú sinh ra cười hay là khóc? Tỷ phú có sợ già không? Tỷ phú có sợ bệnh không? Tỷ phú có sợ chết không? Tỷ phú xa người mình yêu và đồ vật thích thú có đau khổ không? Tỷ phú gần những người mình không ưa thích hoặc là cảnh đồ vật không hợp có đau khổ không? Tỷ phú cầu xin tham tiền danh vọng hơn nữa mà không đạt được thì có đau khổ không? Và có thân này dính mắc sự ham thích tái sinh nó mới khổ. Đó là tỷ phú đô la có tiền đó mà họ còn chưa dám vỗ ngực tránh được 8 cái khổ trên. Còn bạn, tôi không biết là bạn có bao nhiêu tiền, địa vị danh vọng thế nào mà bạn nói là bạn vui. Tôi biết có nhiều người thích khoe khoang, đóng kịch trước mặt bạn bè, bà con, không gian mạng. Nhưng sau lưng là hàng loạt đau khổ che đậy rất kỹ. Vì cái tôi con người rất lớn nên sinh ra bệnh sĩ, chứ thực tế thì khóc thầm. Chỉ có người như sư Minh Tuệ thấy ra được sự giả tạo của con người nên sư thoát tục đi như vậy. Tuy cực thân nhưng an lạc hạnh phúc tâm. Tôi khẳng định lại, bạn đừng gán ghép sư Minh Tuệ tu khổ hạnh, mà sư thực hành hạnh đầu đa vẫn là đường trung đạo. Nếu đau khổ quá sức thì sư đã không duy trì được 6 năm. Đôi khi chúng ta cứ thích đặt để người khác tu như thế là khổ mà bản thân tự sướng ảo, thực tế còn khổ hơn sư. Hoặc vì thích muốn dìm người khác xuống trong khi bản thân căn bản Phật Pháp cũng chưa nắm rõ. Chân lý thứ nhất của Đạo Phật, Dukkha, khổ bất tội nguyện. Chỉ một vấn đề là khổ thôi, người ta gắn cho nó nhiều cái tên khác nhau, nào là vấn đề kinh tế, xã hội, vấn đề tâm lý, thậm chí là vấn đề tôn giáo v.v. Nhưng mà tất cả các vấn đề này đều xuất phát từ một vấn đề duy nhất thôi, đó là Dukkha, tạm hiểu là khổ hay bất tội nguyện. Nếu không có những vấn đề bất tội nguyện thì hà tất chúng ta phải cố gắng sức giải quyết chúng. Giải quyết một vấn đề phải chăng hàm ý là muốn giảm bớt những cái bất tội nguyện và sự cố gắng để chấm dứt những bất tội nguyện này. Thế nhưng vấn đề lại nảy sinh ra vấn đề. Chúng ta luôn luôn cho rằng mình đã giải quyết được vấn đề và tạm thỏa mãn những gì liên quan, nhưng vấn đề lại luôn nảy sinh bằng những hình thức này hoặc là hình thức khác. Dường như chúng ta lúc nào cũng phải đối diện với những vấn đề mới và phải đưa ra những cái nỗ lực mới để giải quyết chúng. Cứ như vậy, vấn đề và việc giải quyết vấn đề mãi tiếp diễn không ngừng. Đó là bản chất của khổ, đặc tính phổ quát của mọi kiếp sinh tồn. Khổ sinh lên rồi diệt, chỉ để tái hiện lại một dạng khác mà thôi. Khổ có hai phương diện là khổ thân và khổ tâm. Một số người thì có khả năng chịu được khổ thân hơn là khổ tâm, và ngược lại. Em từng đọc trong kinh sách rằng theo đạo Phật, cuộc đời là bể khổ. Cái khổ thống trị mọi kiếp sống, nó chính là vấn đề cơ bản của cuộc sống. Thế gian đầy khổ đau và buồn phiền, không ai thoát khỏi sự trói buộc của nỗi bất hạnh này. Và đây là một sự thật chung mà không một người sáng suốt nào có thể phủ nhận. Tuy nhiên, việc nhìn nhận sự kiện phổ quát này không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn mọi lạc thú hay là hạnh phúc ở đời. Đức Phật bậc thiết khổ chưa bao giờ phủ nhận hạnh phúc trong cuộc sống khi Ngài đề cập tới tính chất phổ quát của khổ. Trong kinh Nikaya, một trong năm bộ kinh Pali nguyên thủy, có một bản liệt kê khá dài về những hạnh phúc mà chúng sanh có thể thụ hưởng. Trong đó có phần nội dung như sau: trả lời câu hỏi của Mahali Ichavi, Đức Phật nói: này Mahali, nếu sắc, thinh, hương, vị, xúc, đây là năm đối tượng mà con người cảm nhận qua năm giác quan của mình, hoàn toàn phải chịu khổ, đánh vây với khổ và hoàn toàn mất hết lạc và hạnh phúc, thời các chúng sanh sẽ không ham thích trong các đối tượng ấy. Nhưng này Mahali, bởi vì có lạc và hạnh phúc trong các trần cảnh này mà các chúng sanh ham thích trong đó và bị trói buộc trong đó, do sự trói buộc này mà họ tự làm cho mình ô nhiễm. Qua các giác quan mà con người bị trần cảnh hấp dẫn, thích thú trong đó và phát sinh sự thỏa thích, vị ngọt. Theo kinh nghiệm cá nhân thì đây là sự kiện không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, những đối tượng đáng ưa và những vị ngọt đó chẳng thể kéo dài, tất cả đều phải chịu biến đổi vô thường.
Thế rồi, khi người ta không giữ mãi được những lạc thú hay bị tước đoạt mất những lạc thú làm cho họ vui thích, họ thường tỏ ra buồn bã, không vui. Con người rất ghét sự đơn điệu vì thiếu những tính chất đa dạng ấy làm cho họ buồn và thúc đẩy họ đi tìm những thú vui mới. Giống như đàn gia súc mà đi tìm đồng cỏ mới vậy. Nhưng rồi những thú vui này cũng thế thôi, chỉ thoáng qua nhất thời. Bởi vậy, mỗi lạc thú dù chúng ta thích hay không thích đều là đầu mối dẫn đến sự đau khổ và nhàm chán. Tất cả mọi lạc thú trong thế gian này đều chỉ thoáng qua, tựa như những viên thuốc độc bọc đường. Chúng đánh lừa và làm hại chúng ta. Một món ăn không hợp khẩu vị, một thức uống khó ưa, một thái độ dễ ghét và hàng trăm thứ lặt vặt khác đem lại đau khổ và bất tội nguyện cho chúng ta. Dù là Phật tử hay không phải Phật tử, dù giàu hay nghèo, cao thượng hay thấp hèn, trí thức hay thất học, thì điều này cũng không khác nhau lắm. Khi người ta không nhận ra mặt trái của cuộc đời, nghĩa là không thấy được tính chất tạm bợ của mọi lạc thú, họ trở nên thất vọng và nản lòng. Thậm chí có thể xử sự một cách ngu xuẩn, không sáng suốt và đôi khi điên loạn. Đây là sự nguy hiểm, là hậu quả của nó. Nhân loại thường xuyên phải đương đầu với hai khía cạnh của cuộc đời là vị ngọt và sự nguy hại. Tuy thế, vẫn có những người ngày đêm nỗ lực loại trừ tâm ưa thích đối với các pháp hữu tình hay vô tình. Bà nhìn đời với một thái độ xả ly. Những người này đã nhận ra bản chất thật của các pháp. Người mà sự tu tập đã thúc đẩy họ cần phải điềm tĩnh trước những thăng trầm của cuộc đời. Người có thể mỉm cười khi mọi sự xảy ra trái với mong đợi của mình. Giữ tâm bình thản để qua một bên mọi cảm xúc ưa, ghét, phi lý. Người ấy chẳng còn lo lắng điều gì ngoài trừ việc xuất ly. Đức Phật và các vị thánh A-la-hán là những vị đã thấu triệt các vấn đề này. Còn sư Minh Tuệ cũng phát nguyện noi theo gương các ngài và đang trên bước đường thực hành. Nên nhìn bên ngoài có thể các bạn thấy sư Minh Tuệ khổ, nhưng trong tâm vị ấy thế nào các bạn có biết không? Nếu muốn biết thì có hai cách. Một là đi hỏi vị ấy, còn hai là bạn thực hành tứ diệu đế và bát chánh đạo một thời gian đủ dài sẽ hiểu được phần nào bạn nhé. Nội dung tứ diệu đế và bát chánh đạo thì mình đã có làm video rồi, các bạn có thể nghe lại hoặc là có thể đọc sách Con đường cổ xưa của tác giả Piyadasi Thera do Tỳ Khưu Pháp Thông dịch sẽ rõ hơn ạ.